Thưa quý vị, có nhiều người cho rằng thế hệ 9X, thế hệ được sinh ra trong sự phát triển ngày càng hiện đại của cuộc sống, thì chắc chắn họ sẽ luôn hướng tới những giá trị hiện đại cùng nền tảng văn hóa tương tự, sẽ dần quên lãng những giá trị truyền thống. Thế nhưng vẫn có những bạn trẻ 9X với sự sáng tạo và tài năng của mình đã thể hiện được tình yêu quê hương và văn hóa dân tộc bằng những việc làm ý nghĩa. Và một thành viên như vậy sẽ được giới thiệu, Nguyễn Duy Duy là một chàng trai mà chúng tôi muốn chia sẻ và cũng là khách mời của chương trình hôm nay. Màu vàng ấm áp của ánh sáng, hình ảnh những địa danh, những cảnh vật thân thuộc của quê hương Việt Nam được hiện lên, khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng thấy đầy xúc cảm. Đó là những tác phẩm của bạn trẻ Nguyễn Duy Duy, người đã luôn cố gắng đưa những câu chuyện văn hóa Việt vào trong mỗi hộp đèn giấy để kể cho người xem. Sinh năm 1996, với tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nhiều người đã rất ngạc nhiên với độ sâu trong từng tác phẩm mà Duy tạo ra. Tinh tế, cảm xúc, ấn tượng, nhưng vẫn giữ được sự dung dị, mộc mạc. Đó chính là những điều tạo nên độ sâu đó. Tác phẩm của Duy Duy là sự kết hợp của nghệ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản, rồi bóng Trung Quốc và đèn kéo quân Việt Nam. Tận mắt nhìn Duy cùng cộng sự thực hiện các công đoạn mới thấy sự tỉ mỉ, tập trung cao độ dành cho mỗi tác phẩm. Để làm ra một chiếc đèn giấy 3D, phải trải qua nhiều công đoạn, từ tìm ý tưởng, rồi thiết kế, cắt giấy, pha màu ánh sáng và lắp ghép thành hộp đèn hoàn chỉnh. Cầu kỳ và tốn công sức, tâm trí như vậy, nhưng Duy vẫn muốn làm thủ công từng sản phẩm một, để mỗi sản phẩm sẽ mang một câu chuyện, một hồn Việt khác nhau, và cũng chính điều này càng kích thích sự sáng tạo của người thiết kế trong anh. Ngoài tài năng và sự nỗ lực, thì chính tình yêu dành cho văn hóa Việt, giá trị Việt, là động lực để chàng trai này ngày càng thăng hoa trong từng tác phẩm. Ngay từ những cái thời gian đầu mà Phong thành lập, ngoài cái sự sáng tạo và tỉ mỉ của Duy ra thì tôi thấy bạn là một cái người rất là quan tâm đến văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Thì cái điều đấy cũng làm cho chúng tôi có thêm động lực mà để tìm tòi và phát triển thêm những cái sản phẩm liên quan đến văn hóa. Đã không ít lần đến phút cuối phải đập đi làm lại khi chỉ một chi tiết chưa ưng ý, và đã không ít lần cảm thấy nản lòng vì hành trình không dễ dàng này. Song vượt qua tất cả, vẫn là một Duy Duy say mê và nỗ lực cho các tác phẩm mới. Đây có lẽ cũng chính là cách những người trẻ bày tỏ trách nhiệm của mình với văn hóa dân tộc và với tình yêu dành cho những giá trị Việt một cách chân thành nhất. Thưa quý vị và các bạn, thật khó để diễn tả những cảm xúc thú vị khi Nhật Thảo được ngắm nhìn những cái hình ảnh hiện lên rất là lung linh về thứ ánh sáng kỳ diệu qua những cái tác phẩm của bạn trẻ 9X Nguyễn Duy Duy trong phóng sự vừa rồi. Đây cũng là lý do để Nhật Thảo có cuộc trò chuyện ngày hôm nay với lại Nguyễn Duy Duy, và mong rằng là sẽ được biết thêm rất là nhiều những câu chuyện đằng sau những cái tác phẩm ấn tượng này. Xin chào Nguyễn Duy Duy, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình khách mời hôm nay trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào chị Nhật Thảo và xin chào khán giả của truyền hình Quốc hội. Chắc rằng bạn đã nhận được không ít những cái lời trầm trồ khán phục của bất kỳ ai đã từng xem những cái tác phẩm của bạn. Như tôi được biết thì Thạch Thất quê hương bạn cũng có những cái làng nghề làm nghề mộc nổi tiếng, và chính gia đình bạn thì cũng là kinh doanh những cái xưởng mộc. Thế nhưng để có một Nguyễn Duy Duy với những cái tác phẩm ấn tượng như thế này thì chắc hẳn là sẽ có những cái câu chuyện, những lý do cho đam mê và cái bước ngoặt này, đúng không ạ? Như mọi người biết ấy, thì quê hương Thạch Thất thì là quê hương của đồ gỗ. Và những người còn sinh ra ở quê hương Thạch Thất thì dĩ nhiên mang trong mình những yếu tố của một người thợ, của một người thiết kế và của một người làm nội thất. Thì bản thân mình lại khao khát những cái nó vượt qua khỏi khuôn khổ. Thì khi mà mình bắt đầu vào những năm đầu tiên của đại học, thì lúc ấy mình đang theo chuyên ngành thiết kế, và bắt đầu mình có những sự tìm hiểu về những cái yếu tố khác ngoài nội thất. Có một sự bất ngờ đột nhiên khi mà mình làm đồ án tốt nghiệp, đi tìm tài liệu và gặp được bộ môn nghệ thuật cắt giấy mang tên gọi là Lightbox Kirigami. Thì từ những cái ấn tượng đầu tiên về những sản phẩm đầu tiên mà mọi người làm ra, nó phản ánh được không gian, phản ánh được nét đẹp và có chiều sâu ạ, thì bắt đầu mình có những cái ấn tượng sâu sắc về bộ môn nghệ thuật này, và bắt đầu mình có những trải nghiệm khám phá và tìm hiểu.
Các tác phẩm của bạn là sự kết hợp giữa nghệ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản này, rồi bóng Trung Quốc và đèn kéo quân Việt Nam. Việc phối hợp cả ba phương pháp này thì đòi hỏi những gì và các công đoạn ra sao, và bạn đã làm thế nào để cho ra những cái sản phẩm mà mang đậm hồn Việt nhất? Những yếu tố của từng bộ môn nghệ thuật ấy, nó đều mang nét đặc sắc riêng của bộ môn nghệ thuật đó. Từ những cái yếu tố chính của từng bộ môn nghệ thuật đó thì mình bắt đầu mình suy nghĩ và mình tìm hiểu và kết hợp lại để tạo ra được một bộ môn nghệ thuật làm nổi bật được nhân vật, làm nổi bật được không gian và làm nổi bật được cả những nét đẹp về của ánh sáng và của yếu tố chiều sâu nữa, được đúc rút lại qua 5 công đoạn là thiết kế ý tưởng, phân chia các layer, các mảng miếng, cách khắc sản phẩm, gia cố, gia công bộ khung và cuối cùng là yếu tố lên đèn để kiểm tra chiều sâu của sản phẩm. Khi mà mình kết hợp ba loại yếu tố nghệ thuật này thì đương nhiên là nó sẽ vẫn mang một chút hơi hướng nghệ thuật của từng quốc gia, của từng bộ môn. Thế nhưng mà khi mà mình kết hợp các yếu tố nghệ thuật lại, mình là làm chủ thể, mình được phép chọn lựa những cái yếu tố mà mình muốn mang lại. Chủ thể là những hình ảnh mà nó gắn liền với cuộc sống của con người Việt Nam, của thế hệ 9X và của cả thế hệ trước đó nữa. Thì bắt đầu từng tác phẩm, từng câu chuyện, chủ thể về Việt Nam, về đất nước, về con người nó được hình thành và được phát triển như bây giờ. Bộ sưu tập Việt Nam đất nước con người với 17 tác phẩm của bạn quả thật là một dự án rất là ý nghĩa và tự hào. Tôi bị tò mò về câu chuyện đằng sau bộ sưu tập này. Bạn có thể chia sẻ thêm để cho mọi người biết không? Và cái khó khăn nhất khi thực hiện cái bộ sưu tập này là gì ạ? Đối với bộ Việt Nam đất nước con người thì khi mà bắt đầu xây dựng dự án thì nó bắt đầu từ bộ trang phục của người phụ nữ Việt Nam. Khi mà cái thời gian mà bắt đầu mình bắt tay vào làm dự án thì cái phong trào cổ phục của Việt Nam nó được đẩy lên rất là cao. Thì mình cũng cảm thấy bất ngờ bởi vì chỉ một cái bộ áo dài thôi nhưng mà nó giữ được rất nhiều nét truyền thống. Thì bắt đầu mình xây dựng từ hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam qua những bộ áo dài và qua những họa tiết hoa văn của các thời. Sau đó nó len lỏi ra về đến thời hiện tại. Bắt đầu mình đi một lượt từ Bắc vào Nam, chọn những cảnh quan và những danh lam thắng cảnh tiêu biểu nhất của con người Việt Nam để mình đưa lên. Qua đến những danh lam thắng cảnh thì bắt đầu mình lại có một ý tưởng táo bạo hơn về những di sản văn hóa phi vật thể. Mình tổng hợp lại và bắt đầu xây dựng được trọn vẹn một bộ sản phẩm, một bộ sưu tập mang tên Việt Nam đất nước con người, mang tâm điểm là con người, danh lam thắng cảnh và văn hóa lịch sử của Việt Nam. Khi mà mình bắt tay vào làm những cái yếu tố như thế thì cái yếu tố khó khăn nhất là lựa chọn để làm thế nào để mà tìm được những chủ thể, những câu chuyện và những yếu tố văn hóa nó khi mà người ta chỉ cần nhìn đến là người ta sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam. Những câu chuyện về quá khứ, về hiện tại thì tôi đã được nghe bạn chia sẻ, quả thật là rất ấn tượng. Vậy còn trong tương lai thì sẽ là gì? Những dự án hay bộ sưu tập nào đó thú vị hơn chăng? Dự định lớn nhất có nghĩa là cho triển lãm sắp tới nằm về một bộ sưu tập về lịch sử của Việt Nam, về những trận đánh của cha ông, những trận như là trận Bạch Đằng của Ngô Quyền, như Nguyệt Giang của Lý Thường Kiệt, và Điện Biên Phủ trên không. Thì đội nhóm mình đang rất là mong muốn tạo ra những tác phẩm có thể lan truyền những câu chuyện về lịch sử, những câu chuyện về sự hào hùng của dân tộc để cho thế hệ mai sau và cho cả thế giới biết là một Việt Nam trong lòng mọi người nó sẽ như thế nào. Cảm ơn bạn đã có những cái câu chuyện rất là thú vị chia sẻ với tất cả chúng tôi, và cũng xin được chúc cho những cái dự án sắp tới của bạn cũng như của ekip sẽ được thành công và mang lại được rất là nhiều những cái xúc cảm cho khán giả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.